thứ nhất, xong hỏi ông trưởng khoa thứ hai, trưởng khoa thứ ba, thì ba ông đấy nó cùng một cái hệ thống chính sách quản lý các thứ thì ba ông trả lời giống nhau, nên mình không cần thiết mình phải hỏi đến ba ông ấy hỏi. Rồi, câu hỏi tiếp, câu hỏi tiếp. Có bạn tên là iPhone. lần sau học vào học với tôi nhớ đổi tên lại nhá. Đấy, có gì mà phải giấu tên đâu đúng không? Phân loại biến số hiện nay dùng thuật ngữ chính xác nhất cho các nghiên cứu lâm sàng là định danh hay là danh mục, định lượng hay là rời rạc, cách gọi thế nào là chuẩn? Thực ra như này này, cái đôi khi là dịch ra tiếng Việt ấy là có thể nó sẽ không có từ tiếng Việt, cho nên là đôi khi là các thầy, mỗi thầy có thể dịch ra một kiểu. Thế thì đối với biến số ấy thì mình sẽ cần phải hiểu về nó hơn là mình cứ mày mò đi mình hiểu về các cái từ ngữ của nó, thì đôi khi sử dụng các cái từ Hán Việt các thứ thì đôi khi nó rất là nó sẽ rất bị rối, rất là bị rối đúng không? Thế thì tôi có một cái tài liệu, có một cuốn mà ngày xưa là cái hồi mà tôi còn làm ở trên trường Đại học Y tế Công cộng ấy, thì cũng cùng với lại các thầy thì có soạn ra một cái cuốn sách. Để tôi mở cái cuốn sách đấy ra nhé. Để các bạn tham gia vào nhóm nhóm Zalo ấy nhé. Thì tí tôi gửi trong nhóm Zalo để đỡ phải băn khoăn về chuyện này. Nó có sách luôn, mình cứ chiếu theo sách thì mình làm. Thế thì cuốn sách đấy, nói thật ra cuốn sách đấy thì nó không phải là quá chuẩn mực, nhưng mà ít ra nó sẽ giúp cho các bạn định hướng được cái đó nó là cái gì, đúng không? Đấy. Đây, nó có tên là khái niệm và thuật ngữ cơ bản. Các bạn có muốn lấy cái này không nhỉ? Ai muốn lấy cái này đánh chữ có hoặc đánh số 1, đánh số 1. Ai muốn lấy cuốn này không? Khái niệm và thuật ngữ cơ bản, đúng không? Đấy, xem trong này nó có biến số nhá. Ngày xưa là tôi cũng tham gia ở đây sao? Có tên ở đây sao? Đây, có tên này, có tên này. Đấy, đấy có tên này, đúng không? Ok. Rồi. Biến số nha. Đây có phân loại biến số không nha. Biến định lượng nha. Đây. Đây, biến số này, biến định tính này, biến danh mục này, biến thứ hạng này, biến nhị phân này, biến định lượng này, biến liên tục này. Ok chưa nhở? Đấy, cứ có cuốn sách này mà tương thôi. Tí gửi vào trong nhóm Zalo nhá. Bạn nào tham gia vào nhóm Zalo tí nữa gửi vào trong nhóm Zalo. iPhone nhá, iPhone đã ok chưa iPhone ơi. Ok, câu hỏi của bạn Eduke, thầy cho em hỏi dữ liệu tham khảo chuyên gia tối đa là bao nhiêu là đủ tin cậy? Sách nói là 30, sách nói là 30, thực tế không thể thu thập được nhiều ý kiến chuyên gia như vậy. À, cái này khi mà bạn ấy hỏi về cái vấn đề này thì anh em ở đây lưu ý nhá, khi mà hỏi về cái vấn đề là chuyên gia này này thì là bạn ấy đang định hướng đến một cái thứ nó gọi là nghiên cứu định tính đấy. Nghiên cứu định tính thì chúng ta sẽ cần phải lựa chọn và mình hỏi các cái ý kiến của chuyên gia để mình gọi là làm các cái gọi là phần phỏng vấn sâu đấy. Phỏng vấn sâu để mình thu thập thông tin, sau đó thì nó có cái phương pháp phân tích đối với lại nghiên cứu định tính nhá. Sau đó thì mình có thể viết bài, viết báo cáo để mình có thể trả lời được cái câu hỏi nghiên cứu của mình, đúng không? Trả lời câu hỏi nghiên cứu của mình là theo cái hướng là nghiên cứu định tính. Thế thì đối với nghiên cứu định tính thì người ta sẽ không tính cỡ mẫu. Đấy. Làm gì có, làm sao biết được tính cỡ mẫu? Đấy, bởi vì không biết là bao nhiêu là đủ, đúng không? Thế thì người ta có một cái khái niệm nó gọi là bão hòa thông tin. Bão hòa thông tin có nghĩa là gì? Tức là khi mà mình hỏi đến một cái số lượng đối tượng nhất định nào đó thì mình không có thêm thông tin mới nữa,
thì lúc đấy người ta gọi là bão hòa đông tin, và thường thì họ sẽ dừng lại. Và trong cái nghiên cứu định tính ấy, thì người ta có cái phương pháp nó gọi là phương pháp hòn tuyết lăn ấy. Hòn tuyết lăn tức là như nào? Tức là mình sẽ hỏi một cái đối tượng đầu tiên, một chuyên gia đầu tiên, sau đó mình có đủ thông tin về đấy rồi, và sau đó mình lại tiếp tục mình hỏi thêm, gọi là nhờ cái chuyên gia đấy gợi ý tiếp những cái chuyên gia khác để mình có thể tiếp tục mình mở rộng cái nội dung nghiên cứu của mình. Đấy, thế thì cái vấn đề mà bão hòa thông tin rất là quan trọng nha, bởi vì là như này này, nếu mà ở đây nhá, các một số bạn thì làm nghiên cứu ở trong ngành y đúng không? Và khi mà chúng ta muốn tìm hiểu về một cái vấn đề gì đấy chẳng hạn, mà nếu mà giả sử như là cái vấn đề đấy nó liên quan đến quản lý khoa phòng chẳng hạn, nếu mình hỏi ông trưởng khoa thứ nhất, xong hỏi ông trưởng khoa thứ hai, trưởng khoa thứ ba, thì ba ông đấy nó cùng một cái hệ thống chính sách quản lý các thứ, thì ba ông trả lời giống nhau, nên mình không cần thiết mình phải hỏi đến ba ông, mình hỏi ông thứ nhất rồi, hỏi ông thứ hai rồi, và thông tin nó cũng kiểu kiểu như vậy thì thôi. Nên như vậy là mình có thể chấm dứt ở đấy. Hoặc là gì, hỏi với bác sĩ chẳng hạn, hỏi bác sĩ mà hỏi họ họ về một số các cái nội dung nào đấy chẳng hạn, mà mình đến lúc mà mình thấy nó bão hòa rồi thì thôi, đúng không? Đấy, thì đấy là cái tư duy. Cho nên là cái việc là nói là 30 hay là trên 30 hay là 50 ấy, là nó không đúng đâu, mà mình cần phải sử dụng cái tư duy nó gọi là bão hòa thông tin, trong tiếng Anh nó gọi là saturation. Đây này, này dùng cái từ này này, saturation nhé, hiểu không nhỉ? Educare nhỉ? Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.